Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, sẵn mình lấy hai chiếc xe này ra mình đề khởi động và làm nóng. Mình sẽ cho các bạn nghe lại tiếng máy của hai chiếc xe này. Một bên là Exciter SWC, còn một bên là Winner DHC. Cho các bạn kiểm chứng lại xem là hai tiếng máy này nó khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ nổ máy từng chiếc, nghe từng chiếc. Rồi sau đó mình sẽ nổ máy cùng lúc cả hai chiếc luôn cho các bạn ha. Đầu tiên sẽ là chiếc Winner đi các bạn. Hiện tại thì xe mình á, là đi được 22.700 cây rồi, coi như là 23.000 cây số đi. Đó, mình đề luôn ha. Mình sẽ không nẹt nha, mình sẽ không nẹt các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên chiếc Exciter. Xe này thì mình đi được là 2.400 cây số đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nẹt máy luôn cho các bạn nghe tiếng ha. Bây giờ mình sẽ trở lại với chiếc Winner, mình sẽ nẹt cho các bạn nghe ha. Bây giờ mình sẽ lần lượt nổ một lúc cả hai tiếng máy luôn nha các bạn. Các bạn chờ mình xíu nha, mình sẽ bước qua đây mình mở luôn cái xe này. Đó, mình đã mở có hai chiếc rồi. Các bạn nghe nha. Xíu đi để mình đặt máy quay qua đây rồi mình sẽ cho bạn nghe lần lượt cả hai tiếng máy luôn như thế này. Như thế này ha, cho nó dễ nha. Đầu tiên là chiếc Exciter nè. Mình sẽ nẹt luôn nha các bạn. Sẽ nẹt luôn ha. Tiếp theo là chiếc Winner.
tiến bộ luôn nha các bạn. Chiếc Winner ha. Mình sẽ tiếp tục để cho nó nổ máy một hồi nữa nha các bạn. Thì các bạn cứ đánh giá xem là cái máy xe nào nó êm hơn, nó hú nồi hơn chẳng hạn, giọng nồi thế nào. Có điều thì chiếc Winner là mình đã đi nhiều hơn, cho nên là sẽ hơi thiệt thòi một chút xíu. Và chiếc Winner mình đang đi là nhớt 30, chai nhớt Catron Power đó các bạn, Catron Power Ultimate. Còn đây là mình đang xài chai nhớt của Yamaha, chai nhớt loại mắc tiền đó các bạn, loại mình nhớ là 200 mấy đó, là nhớt 40 nha. Còn nhớt Honda là nhớt 30. Chút xíu nữa mình sẽ mở cái nắp này ra cho một bạn xem, bạn ấy không biết mở thế nào. Để mở cái nắp này ra thì rất đơn giản, nhưng mà mình không biết sao, có lẽ là bạn không dám giật nó ra, tại vì nó chỉ có một ốc duy nhất này thôi. Mình sẽ mở luôn nha. Ở trên này nó sẽ có hai cái máu, chỉ việc nằm cầm thế này nè các bạn, giật nó ra thôi nè, hai cái máu đó các bạn, một cái hai cái đây, nó sẽ ăn vào đây và ăn vào đây. Cái clip mà mình mở dàn áo Winner mình đã có mở cái này rồi, nhưng chắc có lẽ là bạn không có tìm thấy cái clip đó đó. Rồi khi gắn vào thì các bạn chỉ việc nhấn vào thôi. Cái tay này mình sẽ lòn vào trong để mình chịu miếng nhựa ở trong lại các bạn, rồi mình mới đè nó vô đó. Sau đó chiếc ốc lại là xong. Nóng máy rồi đó các bạn. Mỗi lần lấy ra đề thế này khoảng chừng 10 phút là ok. Xong ha. Xong rồi đó các bạn. Cái cổ vô xe mình là nó cũng xét rồi đó các bạn. Rồi, quay một vòng cho các bạn xem sơ lại thôi. Rồi mình sẽ kết thúc video. Đúng không? Vẫn êm đúng không? Rồi, hy vọng thì clip này đã thỏa mãn được các bạn có nhu cầu muốn nghe tiếng máy của cả hai. Mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.